Rồi, hello, xin chào cả nhà, xin chào tất cả mọi người đang đến với lại kênh YouTube của Thái Ngô Capital. Ok, thì ngày hôm qua chúng ta nhận được rất là nhiều cái bình luận của mọi người, là 215 bình luận ha. Nào là rất là nhiều câu hỏi nè, mọi người hỏi về cổ phiếu, mọi người hỏi về điểm mua, điểm bán, và thậm chí là có những cái trải lòng, nỗi niềm, nỗi buồn của mọi người trong những cái video. Trong những cái video này mình nhận được rất là nhiều tâm tình và đặc biệt là những câu hỏi. Chào anh Thái đẹp trai gì đây. Ok, thật sự ha, là như thế này. Trước khi đi vào một nội dung chính đó mọi người hãy để lại, khi mọi người coi xong ha, mọi người có quan tâm là cái cổ phiếu nào, mọi người vui lòng là ghi rõ cho Thái là tên cổ phiếu, chiều mua và chiều bán. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính nha. Mỗi một phần thì chúng ta sẽ có 3 phần, đó là đi phân tích về VN-Index, mổ xẻ VN30 là thứ nhất. Thứ hai chúng ta sẽ đi sơ lược qua những cái câu chuyện về cổ phiếu, những cái cổ phiếu tiềm năng, những cái nhóm ngành. Và đặc biệt là chúng ta sẽ đi trả lời vào câu hỏi chiều mua bán ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chính, mọi người hãy cùng nhau là like, và ai chưa đăng ký kênh và hữu duyên được biết đến kênh của Thái Ngô á mọi người, thì mọi người hãy nhấn một nút đăng ký và chia sẻ cái điều này. Bởi vì thật tình mà nói, đây chính là những cái tâm huyết của mình làm một cách chân thành trong một giai đoạn vừa qua. Và có lẽ là chúng ta nhận được rất rất là nhiều bình luận mọi người. Riêng kênh YouTube của Thái Ngô thì chúng ta nhận được mỗi ngày là 200-300 bình luận mọi người ha. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nhau đi vào nội dung đầu tiên mọi người ạ. Thì á, đối với lại mọi người biết mình trong xuyên suốt quá trình vừa qua, đặc biệt là mình có nói rồi, trong 3 phiên vừa qua là mình nói thật tình với mọi người luôn là mình sẽ đã và đang và chuẩn bị múc và phải múc. Và rõ ràng là cái ngày thứ 6 á, là mình không xưa giờ á, là Thái Ngô không giống cái trường hợp là quá khứ đi qua rồi chúng ta mới ngồi nói lại nha. Mình là không thuộc cái tiếp người như vậy. Và ai mà coi kênh của mình là mọi người sẽ hiểu được cái tâm tình của mình rồi. Và rõ ràng là hôm thứ 6 là mình đập thẳng luôn. Mình nói là ok, thứ 6 là Thái Ngô có bắt đấy. Và sau đó là mình có nói với mọi người trong cái video này rất ngắn thôi, đó là dấu hiệu của sóng hồi. Và sau đó mình còn cảm nhận chưa an tâm thì mình mới lên ngày thứ 7 á. Mình bận việc nhưng mà chiều tối hôm đó mình vẫn ra làm một cái video. Và video này chúng ta nhận được rất là nhiều bình luận của mọi người ha. Và nhiều cái lượt quan tâm mọi người, đó là bắt đấy sóng hồi. Và lần này á, mình không có nói chuyện là 1 cộng 2 bằng 3, tức là không phải là 3 phải. Mình thì không phải là vậy ha. 1 là ra 1, 2 là ra 2 đàng hoàng. Và mình chỉ thẳng luôn, mình đích danh thẳng luôn. Có nghĩa là khi mình sai, mình sẽ chấp nhận chịu. Đúng không mọi người? Còn mình cũng nói đùa với tất cả những anh em, cô chú, bạn bè á, là nếu trận này mà Thái bắt, ví dụ thứ 6, thứ 2, và thậm chí ngày hôm nay Thái bắt thêm 1/3 tài khoản của mình là đinh, là xong ha, xong cái nắp của Thái Ngô rồi nha. Và khi cái hình thumbnail này mình có nói là dấu hiệu của sóng hồi, sau đó là bắt đáy sóng hồi. Và ngày hôm qua là mình có nhớ rất rõ, đó là gì ạ? Phe bán cáo già mọi người. Và cái quan điểm ngày hôm qua mình có trao đổi là gì ạ? Là hiện tại VN-Index nó đang cố gắng kể cho chúng ta một cái câu chuyện là hễ mà chúng ta mua là sẽ gì ạ? Hễ mà đưa lưng ra mua là sẽ bị chúng nó là đâm thọt. Đúng không mọi người? Cho nên nó đang cố gắng kể một câu chuyện của phe short everywhere. Đúng mọi người, short everywhere luôn, khắp tất cả mọi diễn đàn, trong cả những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mọi người bây giờ cũng chỉ chứ short bị nó ám ảnh rất là nhiều. Đúng không mọi người? Cho nên những lúc đó mình nói thật với mọi người ha, mình cũng rất là áp lực. Tuy nhiên, mình thì mình rất là bình tĩnh rồi, bình thường. Những lúc mà mọi người như vậy thì mình có nói với mọi người, cụ thể là trong cái tab cộng đồng của chúng ta mọi người. Đây, cái tab cộng đồng đây, ngày hôm qua mình có nói với mọi người là hai cái video mà sau thứ 6 và thứ 7 Thái Ngô thấy có dấu hiệu của sóng hồi. Dĩ nhiên á, thật sự thì cái tín hiệu này nó không quá mấy rõ ràng để mà chúng ta nhận biết được. Nhưng mà trong quá trình mà mình thực chiến thì mình cảm nhận được cái điều này ha. Và mình không thuộc cái kiểu nói bóng nói gió, hoặc là nói chấm hỏi chấm phẩy, hoặc để trong ngoặc kép á mọi người. Có nghĩa là bắt sóng hồi là phải nói bắt sóng hồi, chứ không có phải là phân tích ABC rồi đi ra cái lập luận là XYZ, thì nó không phải. Mình ABC là mình ABC luôn à. Cho nên á, cái lúc ấy là mình cũng khá là hoang mang, bởi vì nếu như mà mình đi ngược đám đông á, là chắc chắn là sẽ bị gạch đá thôi. Và khi đúng thì mọi người sẽ gọi mình bằng anh Thái rất là ngọt. Mình biết mình gặp cái hoàn cảnh, mình gặp rất là nhiều rồi mọi người. Khi đúng là mọi người sẽ rất là trân trọng chúng ta, chân thành với chúng ta, đúng không ạ? Còn khi sai một cái là người ta quay lưng ra, người ta chửi bới và mạt sát. Bởi vì á, trên cái thị trường này rất là khốc liệt mọi người. Và đây cũng là một cái nỗi niềm mình muốn chia sẻ với mọi người nha. Tại vì trong cái thị trường này á, đúng
là chúng ta sẽ được bao nhiêu, còn sai là chúng ta mất là bao nhiêu. Giống như cái câu nói của huyền thoại đầu tư mà mình rất là ngưỡng mộ, đó là George Soros thôi mọi người. Cho nên á, đôi khi á mọi người, chỉ có một cái dấu mực trong một cái tờ giấy trắng á, thì chúng ta lại vô tình là bỏ chùi dục luôn cái tờ giấy trắng đó. Đó là cái rất là nguy hiểm của những nhà đầu tư trên thị trường. Và đặc biệt là trong những lúc mà chúng ta bị thua mọi người, trong những lúc chúng ta bị thua mà ai đó mà đi ngược lại quan điểm của chúng ta, hoặc chúng ta cáu gắt lên á, thì đôi khi cái sự sân si trong con người chúng ta rất là lớn. Và đâu đó mình thấy cái điều này không tốt, và đâu đó hồi trước mình đã có rồi, mình cảm nhận được cái này nha. Tức là đến một giai đoạn nào đó chúng ta không còn tin tưởng ai nữa. Bởi vì sao biết không ạ? Nhưng mà thật sự nha, cũng một phần là do trong thị trường này nó bị méo mó, manh mún rất là nhiều. Đúng mọi người? Hả? Đúng không ạ? Ai cũng vỗ ngực tự xưng chúng ta là chuyên gia này chuyên gia nọ, cho nên vô hình đó mọi người, mình chỉ nói với mọi người thôi, trong thị trường này mọi người chỉ được phép tin cho mình là cung, cầu và xác suất thống kê, còn lại ha không tin cha con người nào cả. Bởi vì tiền là tiền của chúng ta, mồ hôi xương máu của chúng ta, còn thật sự đó là những cái quan điểm mà các bạn cứ lụm lặt lại, hay là chúng ta enter chúng ta note lại, còn dở chúng ta nét luôn mọi người, không quan tâm người đó trong cuộc đời chúng ta. Và thật sự mình tâm tình như vậy ha. Thật tình mà nói mọi người, mình không muốn nói mình tốt nghiệp là á khoa kinh tế. Mình thật sự là gần như là 19 chấm mấy mình tốt nghiệp là á khoa của một cái trường đại học. Nhưng mà thật sự mình không bao giờ mình nói với các bạn là những cái chuyện vi mô ABCXZ, tại vì những chuyện đó là chém gió mọi người. Đôi khi là nói cái miệng cho nó hay thôi, thật sự là cái túi tiền chúng ta không có các bạn. Và trong thị trường này á là phải có một góc nhìn mạch lạc, rõ ràng, chi tiết. Khi chúng ta lên tất cả phương án rồi, chúng ta hành động sai thì chúng ta chịu ha. Cái đó là cái câu chuyện của xác suất, và các bạn phải là người dấn thân và chịu đựng trong thị trường này. Đúng mọi người? Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của ngày hôm nay. Đầu tiên đó mọi người ạ, là ngày hôm nay là màu tím quá trời đúng không ạ? Màu tím quá đúng không? Các bạn nhìn ha, màu tím này nó giống như là cái video, cái timeline của chúng ta hầu như là màu tím từ đầu tới cuối ha. Ở đây cũng chính là cái thương hiệu mà mình muốn lấy cái màu tím này mình làm. Nhưng bản chất mình rất là men nha. Màu tím là hôm qua là mới lấy màu tím của chứng khoán thôi, để cho mọi người nhìn cho nó nhận diện ra là Thái Ngô Capital ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái câu chuyện ngày hôm nay. Mọi người cùng gắn mắt trên màn hình. Đây là những cái... Đây cũng không có gì đấy. Đây là những cái cổ phiếu mà thật sự mình quan tâm và mình ấy ha. Thì hầu như là màu tím khắp mọi người. Chỉ có cái ông KBC là hôm nay là cũng chưa tím nổi ha. Còn khoảng 2-3% nữa. À ngày hôm nay á, mọi người cùng nhìn nha, đối với lại câu chuyện thị trường ngày hôm nay thì VN-Index tăng là 56,42 và tương ứng con số phần trăm là 4.81% mọi người. Và rất là lâu rồi đúng không ạ? Rất lâu rồi là thị trường có một cái pha là quay xe đúng mọi người, quay xe. Và cái này nó cũng nằm ở trong cái phần một phần nào đó dự liệu của chúng ta mọi người. Bởi vì sao chúng ta dự liệu được cái tình huống này? Đó là thứ nhất là nếu như chúng ta dùng một cái góc nhìn của gì Fibonacci trong cái góc nhìn dài hạn từ năm 2020 và đến thời điểm hiện tại là ông này đã test lại khu vực khoảng 0.382. nếu nói về quan điểm này thật sự cái sóng Elliott đó mọi người, thì mình vẫn quan điểm đây á, một vẫn là cân sóng 4, nhưng quan trọng cái sóng 4 này nó điều chỉnh về đâu thì thật sự mà nói phải phân hai ra ha. Đầu tiên là mình có nói với rất rõ đó là gì đây vẫn là một trận sóng giảm, mọi người đừng quên nha. Đây vẫn là một pha downtrend, một pha bị gãy nha. Cái thứ nhất là chúng ta phải thừa nhận cái sự thật này để cho các bạn không bị lầm tưởng, đúng không ạ? Cho nên các bạn đừng có để là đôi khi là nó màu tím quá, các bạn quên luôn cái quá khứ. Nhưng mà trong thị trường này người ta ưa bị bệnh mau quên lắm mọi người. Thật sự luôn, các bạn có bao giờ gặp tình huống đâu mà bữa đây các bạn còn nhớ vào ngày mai mà nó vẫn tăng nữa là các bạn quên luôn là quá khứ các bạn đã bị giảm. Đó là cái sự thật trong thị trường này ha. Nó tẩy não con người ta rất là nhanh các bạn. Nó tẩy não con người ta rất là nhanh nha. Thậm chí là lật mặt còn hơn người yêu nữa. Người yêu mà quay xe á mọi người. Thì ok. Thì cái lập luận mà mình đưa ra đây là gì nè? Là rõ ràng ha, ông này có một cái vùng cầu ở đây. Và ngày hôm nay là khi ông đạp lại khu vực khoảng 1.153 là ông rút chân tạo một cái thế đánh rất là đẹp ha. Và đối với lại khung daily thì ngày hôm nay nó tạo thành một cái trạng thái như thế nào mọi người? Là ông này ha, ông đã có một cái dấu hiệu là phân kỳ dương nè. Ok chưa? Và đống nến này gần như á, là một cái cây nến này là bao quát phủ lại hết tất cả của hai cây nến trước là phủ định ha. Đó là góc nhìn thứ nhất. Góc nhìn thứ hai á mọi người,
Thì nếu như đây là một cái pha hồi cái đã, phải xác định được đây là một pha hồi. Thì thông thường nếu mà nhận định đây là một pha hồi thì nó sẽ hồi về bao nhiêu mọi người? Thì mình sẽ nhìn trên khung lớn này luôn nè. Nếu mà đúng kịch bản mà đẹp, bao đẹp á ha, thì ông này ổng phải test lại khu vực của một cái cây nến mà mình có nói ngày trước đó ha. Nó sẽ tạo thành một cái hộp như thế này nè. Nó sẽ tạo thành một cái hộp như thế này. Ok chưa ạ? Đây. Và trong một cái hộp này mọi người lưu ý ha, thì cái chuyện mà nó giật lên giật xuống rồi băng qua băng lại rồi băng đó, thì đó là cái chuyện hiển nhiên. Còn khi mà nó đánh trong hộp thì mọi người lưu ý là gì ạ? Cố gắng là những cái vùng dưới thấp này nè, ai nói gì đó nói, đúng không ạ? Có đưa súng vào đầu mọi người thì mọi người cũng phải ráng mà giữ hàng của mọi người. Trừ khi nào mà thị trường nó quay xe, nó giảm luôn á, thì lúc đó chúng ta mới chấp nhận cái sai của chúng ta và chúng ta cắt bỏ cái khối ung nhọt đó mọi người. Còn hiện tại mọi người ha, nó đã tăng trở lại như vậy rồi là không nhất thiết chúng ta phải quay xe nữa. Mà mọi người lưu ý ha, là đối với những ai mà không mua được trong hai phiên vừa qua đi ha, thì thật sự nó cũng là một cái gì ạ? Cái mình hay nói với mọi người là thô và thật như thế này, là không thể nào mà ai đó trong thị trường này giúp cho các bạn được cái chuyện đó là khi thị trường mà có sóng hồi mà các bạn không có tiền các bạn đắp vào để các bạn là gì ạ, trung bình giá các bạn trading để các bạn hạ vị thế đó các bạn, thì rất khó để kiếm tiền, rất khó để các bạn gì ạ, bớt lỗ. Dù mình không nói nhưng mà trong lòng các bạn cũng biết, cho nên mình không có thuộc cái kiểu đó là mình xoa dịu nỗi đau các bạn đâu. Mình nói thật, mình nói là nói sự thật, tại vì đôi khi các bạn mà mua vẫn còn kẹp ở trên này các bạn, nó nếu mà kịch bản mà quá ư là tốt đi ha, thì cái chuyện nó tăng lại trên đây là một cái giờ, một cái quá hiển hách rồi, một cái gọi như là một cái pha mà úp luôn á, đúng không ạ? Một cái pha gọi là như là đảo mà nó làm cho người ta là không thể nào ngờ được luôn, thì nó mới có nghĩa là về bờ của bạn rất là xa, rất là cái xác suất đó ha, nó vẫn có nhưng mà rất ít, nhưng nếu mà có ha, còn hơn các bạn là đổ trạng nguyên nữa, đúng không ạ? Còn bây giờ ha, trong những tình huống cụ thể luôn, những khu vực dưới này chỉ còn có một cách, đó là bình tĩnh đi ngược lại đám đông. Là ví dụ như mình là mình đã quản trị được rủi ro của mình rất là nhiều rồi, trong giai đoạn vừa qua mình không phải là cái thằng mà đi khoe mẽ, mình không có. Nếu mà ai mà nói đúng thì chắc có lẽ là vỗ ngực xưng tên rất là nhiều rồi, nhưng mà mình nói với các bạn là mình không có khoe mẽ và mình đã quản trị được rủi ro rất ok trong giai đoạn vừa qua, thậm chí cái NAV của mình là vẫn được dương 10%, và sau đó chỉ ngày thứ sáu và thứ bảy, thứ sáu, thứ hai và thậm chí ngày hôm nay là mình đã giải ngân được khoảng gần như là 100% cái NAV của mình, nhưng mình quản trị được cái rủi ro nha mọi người nha, chứ không phải mình nói điều này là mình cổ suý cho mọi người và phải múc là bằng được là nguy hiểm nhất nha. Rồi, cho nên là nguyên giai đoạn vừa qua cái NAV của mình vẫn dương 10%, đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai á là cái tài khoản thật sự hiện tại là đối với những lượng hàng cơ bản như mình đã nắm và có một cái biến động nào đó nhất thời thì mình vẫn out được ha mọi người. Đó là cái rất là thô mà thật. Và cái thứ ba mọi người, trong những cái vùng giá này thật sự mình nói với các bạn nha, các bạn chỉ có cách là có tiền để các bạn trung bình giá, nó mới rút ngắn cái quá trình mà về. Còn mà các bạn nghe những chuyên gia này chuyên gia kia, khi mà nó lên túc lút trên này rồi bắt đầu là vô vỗ đuôi là không được. Tại vì những lúc đó nó đi xa vời vợi rồi. Dĩ nhiên ha, trong thị trường này vẫn là câu chuyện của xác suất, nhưng mà một khi nó đã xảy ra xong rồi, các bạn mới vô các bạn khen ngợi, các bạn nói là nó đã tạo hình này nọ ok, thì nó quá rõ ràng rồi các bạn. Mà thị trường này là gì ạ? Thị trường của cung và cầu, không thể nào một cái phía mà quá rõ ràng nó thành công được đâu. Giống như cho nên là mình nói là khi các bạn ngày hôm qua chứ đâu xa ạ, mình có nói là phe bán rất là cáo già, tức là nó làm cho người ta thấy rõ ràng cái dấu hiệu đó luôn, thì vô tình càng thấy thì mình lại không tin. Và càng không tin thì mình lúc đó mình chỉ enter thôi mọi người. Còn mình enter xong mình cũng sốc chứ bộ. Tại vì sao ạ? Tại vì thật ra là mới mua xong chọn cổ cũng kỹ lắm, tự nhiên mua xong cái bị sấp mặt lờ các bạn, rất là buồn chứ không phải là không. Nhưng mà trong cái tư duy của mình là mình đang chia vùng ra để mình mua và không có sâu cả. Và ngày hôm nay hầu như lấy lại tất cả mọi người, và thậm chí nó dương luôn. Thì đó là cái chuyện là mà mình lại được T cộng nữa, thì ít nhất là cứ làm ngược lại đám đông. Đám đông dĩ nhiên là trong những cái tình huống này là phải làm chung nè ha. Cho nên là sau này các bạn cứ nghĩ đi, cung cầu xác suất, và mình thử đặt câu hỏi, mình mua vùng giá thấp lên trên cao có ai mua lại cho mình hay không, có gặp kháng cự lúc đó là người ta có đang me me để đổ lên đầu mình, đổ xuống hay không. Cứ nghĩ đơn giản vậy thôi, đừng nghĩ cao siêu cả. Và đây không phải là trạng thái của bắt đáy mọi người nha, đây không phải là trạng thái của bắt đáy. Tại vì những cổ phiếu mà chúng ta mua á, mình không biết quan điểm mọi người sao,
còn mình mua thì mình lại chia ra tỷ trọng, và cái vùng đó hầu như là mình cảm nhận như nó hấp dẫn rồi, và mình biết là khi mình mua như vậy á, mình sẽ một á, trừ khi nào mà xảy ra động đất chiến tranh đó mọi người thì mình mới lỗ, còn thật ra thì sẽ có người, tức là cái sự cái tính thanh khoản trong thị trường nó sẽ có, và có người sẽ mua lại cho mình cái lượng hàng đó. Mình biết được cái điều đó cho nên là mình mới tự tin mình giải ngân mọi người. Ok, cho nên là chúng ta phải tách biệt ra rất rõ ràng nha. Hiện tại ok, nếu mà thật sự mà thị trường bùng nổ mà dạng như là một cái pha hồi mạnh thì có lẽ nó sẽ tăng trở lại khu vực 1.300 là có đó nha mọi người. Tức là trong cái cây nến này là cái cao điểm nhất là khoảng 1.313 và nó lắp gáp luôn là khoảng 1.320 mấy, thậm chí là 1.330 đi ha. Đó là trong cái phạm vi mà nếu thị trường nó có up, nó có hồi lại đó ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ, quan trọng là sau cái video này mọi người hãy để lại bình luận là những gì mọi người đang quan tâm, những cái cổ phiếu nào mọi người đang cần mua trung bình giá, hay là mọi người đã mua được một hai phiên gần đây rồi. Mình thật sự rất là quan tâm cái câu chuyện của mọi người. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngày hôm nay là mình cũng nhận được cái mới nãy thì có một cái bạn Lam đã có gửi thông tin này cho mình. Thật sự là trong quá trình mình đầu tư thì mình cũng không quan tâm mấy vụ này, nhưng mà có vụ này thì nó cũng tốt mọi người. Tức là mình mới đọc được gần đây thôi. Tức là cái sàn giao dịch chứng khoán New York sẽ hợp tác với lại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam về hỗ trợ nâng hạng thị trường, xây dựng cơ chế để các nhà đầu tư tham gia hai thị trường chứng khoán. Ok ha. Như vậy là đây là cái trang tin của thông tin chính phủ. Rồi, ok, xin lỗi mọi người, uống miếng nước nha, rồi tiếp tục. Ok, chúng ta sẽ đi lượt qua nha. Ngân hàng là tím ngắt ha, chứng khoán thì khỏi phải nói là tím tái luôn. VND, SHS, HCM, VIX, ORS, bất động sản tím ha mọi người. Bất động sản ha, nói chung là bất động sản là hôm qua cũng là một phiên hồi phục. Và rõ ràng là đại ca là sale là một hai phiên gần đây là đại ca đó là hồi phục liên tục đúng không mọi người. Và nó là cái cánh chim đầu đàn mà nó hồi phục thì những cái gì ạ? Một phần là nó cũng đã đi trước người ta. Thép, ok nè, thép cũng là một cái pha là hải quay xe cuối đúng không ạ? Quay xe luôn, là ba đại ca lớn là Hòa Phát thì không tím nổi ha. Còn lại là Hoa Sen, Nam Kim, Tiến Lê. Rồi, dầu khí thì BVS không ấy ha, nói chung là gần như là nó tăng như vậy cũng quá sức là ok rồi đó mọi người. Thủy sản ngày hôm nay cũng là một cái pha quay xe. Bởi vì sao quay xe mọi người? Ông ta là từ sàn mà leo lên trần luôn là mọi người biết rồi. Biên độ nó khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? 13-14% trong phiên đấy. Dệt may, ok, phân bón, rồi tới ông nào nữa, bán lẻ. Nói chung là phiên hôm nay cũng rất là ấy, nhưng mà ngày mai thì nó sẽ có sự phân hóa rất là rõ ràng, mình nghĩ là vậy. Ngày mai bắt đi là nó sẽ có những cái pha phân hóa và đôi khi là những cái dòng tiền nó sẽ tập trung vào những một vài cái nhóm nào đó nó sẽ đánh. Còn ví dụ như cái sóng hồi thì những cái cổ phiếu khác thì nó vẫn cứ theo thôi mọi người, nước lên thì thuyền lên lại, nhưng mà nó sẽ chạm những khu vực là hỗ trợ ha, hỗ trợ gần hoặc là hỗ trợ nào đó nó cứng hoặc kẹp hàng nó sẽ bị bán lại. Còn đa phần là những cái gì ạ? Những cái nhóm ngành khác mà nó ưu tiên được đánh thì mình nghĩ nó sẽ có một cái sóng dài hơn một tí, có nghĩa là một cái trận sóng hồi nó đúng nghĩa ha. Còn bây giờ thì chúng ta phải cũng thật sự là cảnh giác, chứ không phải là các bạn là cứ nghĩ là ngày hôm nay nó tăng như vậy các bắt đầu các bạn là mua vô tội vạ là cũng không được ha. Cho nên bây giờ nó sẽ đặt cho mọi người những cái tâm thế rất là khó chịu trong ngày mai. Giả dụ nó tăng sốc thì nó cũng thật sự sốc thiệt á. Nếu bởi vì trong thị trường này khó nói lắm mọi người ạ. Không có ông nào mà bây giờ dám đứng ra mà vỗ ngực xuân tây là ngày mai như thế này, ngày mai như thế nọ mọi người. Bởi vì sao ạ? Bởi vì được rồi, nó làm cho ngược hết tất cả mọi lập luận đó mọi người. Lỡ như ngày mai mà nói là chắc thị trường nó sẽ gì ạ? Nó sẽ phòng thủ, nó sẽ co cụm, nhưng ngày mai bắt đầu dòng tiền điên nó đánh lên thì ai nói được mọi người. Cho nên là không chém gió được trong thị trường này nha, phải linh động được. Cho nên là cứ cầm mê thì cái mã cổ phiếu của chúng ta trước, tập trung từng cổ phiếu một và sau đó có một cái vùng và vùng giá trước và sau đó là nốt ra giấy hoặc là ở đâu đó cứ về vùng đó và bắt đầu là giải ngân, còn bắt đầu là nhắm mắt rồi để cho thị trường phản ứng. Còn sai thì chúng ta chịu và đúng là chúng ta nhận, chứ không có cái chuyện mà các bạn là bị mị mụ mị nha. Ok không ạ? Rồi, và sáng nay thì thật sự là mình thấy là dòng đầu tư công là xây dựng là nó tím trước thị trường ha, và rõ ràng là mình cũng đang nắm đầu tư công. Ok, xây dựng, vật liệu xây dựng cũng tím. Có một cái tuyệt chiêu mà trong lúc mà đánh sóng hồi ha, không biết có ai chia sẻ với mọi người chưa. Còn với riêng quan điểm của Thái Ngô, bởi vì lúc này thì có quá nhiều cổ phiếu là trong cái trạng thái mà của hồi á,
Cho nên là mình rải ra mọi người, thay vì ngày trước là mình sẽ đi tỷ trọng là khoảng 3 hoặc là 4 cổ phiếu, thì ngày hôm nay là mình dàn trải khoảng 6, 7 hoặc là 8 cái cổ phiếu luôn. Và mỗi một cái ấy thì mình sẽ public, không sorry mọi người ha, mình sẽ chọn ra và mình cứ dàn trải nó sẽ an toàn nhất có thể. Chứ không phải là mình on in như một cái thì nó đôi khi nó đâu phải là ấy đâu mọi người. Lỡ như cái con vượn nó truyền từ cành này, nó truyền qua cành kia thì chúng ta còn cái cành khác để chúng ta bám mọi người. Ok ha. Rồi tiếp tục mọi người ạ. Bây giờ câu chuyện của VNS xong rồi. Này đơn giản vậy thôi chứ còn nói gì nữa đâu mọi người. Ok, thì hy vọng là cái cản gần nhất của ông này là khoảng 1270 trước ha. Là đây là cái cản gần nhất tại vì nó tiệm cận lại cái khu vực là đường MA 10 trên khung daily. Rồi, VN30. VN30 ngày hôm nay cũng khá là bá đạo mọi người ha, kéo một cái cây nến như thế này. Về VNS mình ngó thử là cái nước ngoài ngày hôm nay là mua rồng không ạ? Nước ngoài ngày hôm nay thì lại là bán rồng nhẹ ha mọi người. Để coi. Nước ngoài ngày hôm nay là bán rồng, tập trung là bán rồng Hòa Phát nè, SSA nè, STB, Vietcombank. Còn hầu như là mua rồng CTG, Vinamilk và Zimadep. Nói chung là còn cái câu chuyện mà biến động thị trường này thật sự mà nói ha mọi người. Tác động VNS hầu như là rất là lâu rồi. Chúng ta mới có một cái trận như thế nào mọi người. Kéo tăng điểm mạnh như thế này, còn ở pha đóng góp điểm chả có anh nào mà đóng góp điểm giảm luôn á. Đây là ngày, bữa nay là ngày 17 tháng 5 năm 2022, phát hiện ra một cái kỷ lục mới là rất lâu rồi và thị trường đều đứng về một phía ha. Phe hầu như là cái tác động index đều là tăng điểm. Ok không mọi người? Trong đó thì là BIDV, GAS, Masan, VPBank, Vinamilk là đóng góp vào chỉ số tăng rất là mạnh. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là bữa nay con cũng có cái gì đâu nói mọi người. Nếu mà nói thì mình đã nói rất là nhiều trong cái gì ạ? Trong cái video mà bắt đáy sóng hồi nè, dấu hiệu sóng hồi, phe bán cáo già rồi. Còn bây giờ chắc có lẽ là chúng ta đi lượt qua ha. Đi lượt qua từng cái gì mọi người ạ? Từng cái nhóm ngành đi ha, cho nó có cái phong tục để chúng ta nói chuyện nè. Ngân hàng là STB. STB thì ok. Hôm nay thì mọi người là lưu ý nếu như trường hợp mà sóng hồi thì điểm gần nhất là 23.2, ví dụ vậy đi ha. Rồi SHB. Bữa nay để mình coi còn cái chuyện gì để mình trao đổi không ta. VN30 F1M. Coi ông phái sinh ha. Ông phái sinh ngày nay chắc là cũng đi, cũng làm cho mấy ông sọt phái sinh là đi ra bụi luôn ha. Đó. Tuy nhiên thì ha, cái phái sinh hiện tại thì nó cũng gặp một cái lực cản, còn khoảng 26 điểm nữa tầm ở đây thì nó sẽ có một cái lực cản ở đây nha mọi người. Còn đâu đó thì phái sinh nó vẫn có một cái câu chuyện của một cái gáp ở đây nè nha. Lưu ý ha mọi người ha. Đây. Một cái gáp ở đây. Rồi. Sẵn đây thì có một cái thông tin là HOSE sẽ công bố số liệu tự doanh vào ngày 17 tháng 5 và đảm bảo công bố trước ngày 23 tháng 5. Ok, rõ ràng. Như vậy là chúng ta cũng có một vài cái thông tin mà có thể là dự đoán trước. Tại sau khi mà Ủy ban chứng khoán nhà nước gõ đầu của mấy ông mà công ty chứng khoán thì rõ ràng nó phải như vậy thôi mọi người. Phải chơi fair play và cụ thể quân tử như thế đó mới được. Chứ ông mà ông đi nhìn của người ta không, mà không cho người ta nhìn ông đang kinh doanh cái gì. Mà trong khi đó ông là cái người gì ạ? Ông lập ra công ty rồi sau đó ông có bộ phận của gì ạ? Của môi giới các kiểu, rồi ông lại là cái một bộ phận của tự doanh riêng nữa. Tự doanh tức là ông tự túc, ông đi kinh doanh, đúng không ạ? Ông đi kinh doanh riêng chính cổ phiếu mà nó lại đấu với lại nhà đầu tư cá nhân thì vô tình. Và rõ ràng các ông làm như vậy là không fair play. Và bây giờ ok, từ từ. Và mình tin tưởng là sau những cái cú tạc này nè mọi người, thì cái chuyện lúc đầu á, nó biến động rất là mạnh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có lẽ là nhà đầu tư người ta cần phải quen với lại cái nhịp độ mà Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội, người ta sẽ làm triệt để những cái vụ này. Còn sau đó mọi người, những cái vụ này nó up phê nó từ từ và nó sẽ trở thành những cái mặc nhiên rồi. Sau này ha, có cho dù xảy ra những cái tin tức mà điều chỉnh giá ATC rồi cắt bỏ rồi T0, T+1, T+2 gì đó. Ví dụ nó xảy ra một cái tin tức nào đó ha, thì nó làm cho cái độ up phê của nhà đầu tư đối với những tin tức đó mọi người nó sẽ nhẹ đôi dần. Và người ta sẽ mặc nhiên, người ta sẽ cảm được mọi người ha. Còn bây giờ những cái cú này giống như là những cú quanh tạc đó mọi người, thì sau đó là gì ạ? Là nó sẽ có những cái bãi cỏ mọc lên lại thôi. Ok chưa ạ? Ok, như vậy là để chúng ta ngó qua cái anh thế giới cái ha. Thế giới hiện tại thì châu Âu đang mở cửa ngày hôm nay là xanh mướt. Và US30 hiện tại hợp đồng này đang là
up lại khoảng 322 điểm ha. Ok. Còn ở cái tuyến mà tuyến châu Á ngày hôm nay, có lẽ châu Á ngày hôm nay thì Việt Nam là đứng đầu, thì cái anh là anh Hansen, anh Hansen là đứng thứ hai mọi người ha. Đó, Hồng Kông thì đứng thứ hai. Rồi, có lẽ là cái tin tức này nó cũng ảnh hưởng bởi một phần là do cái câu chuyện của Thượng Hải đã nới lỏng giãn cách, đúng không mọi người? Thì bây giờ có lẽ là chúng ta cũng không có gì nhiều để chúng ta trao đổi. Vì sao với mọi người? Vì mình tin chắc là mọi người sẽ có những câu hỏi dành cho mình trong cái video này. Thì bây giờ ha, có lẽ là bây giờ là chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây đi. Chứ nói nhiều quá rồi, nói nhiều trong những cái phiên này rồi. Thì bây giờ ha, mình sẽ tạm ngưng lại chương trình ở đây. Bữa nay nó ngắn gọn như vậy thôi. Mọi người yên tâm, mọi người hãy để lại bình luận giống như mọi ngày. Thì Thái Ngô sẽ rảnh là Thái sẽ trả lời hết tất cả câu hỏi cho mọi người. Bởi vì ngày hôm nay không có gì để nói ngoài màu tím mọi người. Còn ngày mai mới bắt đầu là có nhiều chuyện để nói ha. Như vậy là Thái Ngô xin chúc cho tất cả mọi người có một buổi chiều tối vui vẻ. Và sau đó mọi người hãy like, chia sẻ cái video này và đặc biệt là hãy đăng ký nha. Thái sẽ làm hết sức, hết tâm của mình. Mọi người, mình tin là mọi người đã hiểu mình trong nguyên quá trình vừa qua ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái chương trình nhận định thị trường vào ngày mai. Màu tím ha. Rồi, bye bye nha mọi người ha.